Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì mình hiện tại đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt số tự động màu đen. Thì trong video này mình sẽ cập nhật chính sách giá của Accent cuối thời điểm tháng 10 và đầu tháng 11 và những cái màu xe sẵn giao của Hyundai Accent. Thì Accent số tự động mình vẫn có hai phiên bản với giá niêm yết của bản đặc biệt 545 triệu. Hiện tại bản đặc biệt bên mình đang được giảm chính sách giá bán xuống còn khoảng 545 triệu và bên mình được giảm chính sách xuống còn khoảng 530 triệu và tặng cho các bạn là 10 triệu phụ kiện. 10 triệu phụ kiện thì sẽ có phim cách nhiệt này, chẻ chắn da này, bọc vô lăng và có thể là xin hỗ trợ thêm sân phủ gầm nữa. Và bản Accent AT thường, tự động thường thì mình đang bán là với giá niêm yết là 504 triệu và được giảm giá xuống còn khoảng 492 triệu thì mình vẫn tặng cho các bạn 10 triệu phụ kiện. Đó là phim cách nhiệt, chẻ chắn da và bọc vô lăng. Phim của mình, bên mình là phim New Sun của Mỹ, bảo hành cho các bạn 10 năm. Thì về chính sách giá thì mình đã nói đến rồi, còn những cái màu xe sẵn giao như là màu đen này, màu đỏ này, màu trắng bên mình cũng sẵn có, và nếu mà tặng hết thì cũng chỉ về sau đó khoảng 2 đến 3 hoặc là đến 5 ngày là xe sẽ về. Bên mình hiện tại vẫn có hỗ trợ chương trình trả góp cho khách hàng với mức lãi suất tiêu biểu bây giờ nó rơi tầm khoảng 9 đến 10% một năm là mức lãi suất tốt. Còn những mức lãi suất mà ở những cái bên ngân hàng thương mại thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 12 đến 13%. Thì hồ sơ thủ tục thì các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chi tiết rõ ràng hơn. Và những cái công nghệ nổi bật của Hyundai Accent mình xin nói đến ở đây, đó chính là về phần đầu xe chúng ta sẽ có đèn chiếu góc hỗ trợ vào cua. Đó, chiếc đèn như này. Đó, khi các bạn đánh lái thì lái gấp vào những con đường hẹp thì đèn nó sẽ bật sáng, thì sẽ hỗ trợ các bạn vào cua, sẽ cho các bạn thêm ánh sáng và thêm tầm nhìn. Rồi, đèn phá sương thích hợp cho thời tiết mùa đông và thời tiết sương mù. Đó là đèn sương mù có kiểu chiếu projector bóng halogen, tỏa nhiệt tốt, phá sương rất là tốt. Tiếp theo là công nghệ đè nổ từ xa trên cả hai phiên bản số tự động. Thì cái thao tác thì các bạn ấn hai nút khóa xe và giữ nút hold trong vòng 3-5 giây thì chiếc xe được đè nổ. Tiếp theo nữa là bản đặc biệt thì bên mình có cửa sổ nóc. Đó. Về phần điều hòa thì bản đặc biệt bên mình được trang bị điều hòa tự động. Và màn hình thì có tích hợp định vị dẫn đường của Hyundai thành công. Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Và công nghệ nữa đó là công nghệ tự động mở cốp. Thì khi các bạn mang cái chìa khóa đến gần chiếc cốp này và được cài đặt thì đứng gần khoảng 3 đến 5 giây là chiếc cốp sẽ tự động mở lên. Và công nghệ nữa đó là hệ thống đèn pha tự động và hệ thống gạt mưa tự động cũng được tích hợp trên cả hai phiên bản Accent số tự động và một phiên bản Accent số sàn bán đủ. Ok, thì mình xin giới thiệu qua về Hyundai Accent trong chính sách trả tháng 10 và đầu tháng 11. Thì các bạn quan tâm thì xin vòng liên hệ chi tiết hơn số điện thoại mình để trên màn hình. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.